Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Winnie. Mình là Cúc Đặng, hiện đang là giảng viên chuyên ngành chăm sóc da tại Học viện Quốc tế Winnie Beauty Academy. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn massage với bóng thảo dược. Bóng thảo dược có tác dụng phục hồi tinh thần và cân bằng năng lượng sống. Khi sử dụng bóng thảo dược trên cơ thể sẽ giúp tuần hoàn lưu thông máu dưới da, giảm stress, căng thẳng và làm cải thiện tình trạng giấc ngủ. Cái cách sử dụng và làm nóng bóng thảo dược rất là đơn giản. Ở trong các spa chuyên nghiệp thì các bạn sẽ có những cái tủ hấp khăn như thế này. Các bạn có thể để nóng ở trong đó, hoặc là các bạn có thể sử dụng lò vi sóng quay từ 1 cho đến 3 phút tùy chất lượng quả bóng của mình. Ngoài ra cũng có thêm một cách sử dụng nữa, đấy là chúng ta có thể sử dụng bóng thảo dược ngâm vào trong nước và làm mềm cái thảo dược ở bên trong, nhưng mà các bạn đừng làm ướt đẫm mà chỉ cần làm ẩm thôi. Sau đó sẽ cho vào lò vi sóng quay từ 1 đến 3 phút cũng được, và nó sẽ làm nóng cái thảo dược ở bên trong và chúng ta có thể sử dụng được. Và khi mà có nhiệt nóng và kết hợp với những thao tác massage thì nó sẽ làm cho khách hàng được thư giãn và có thể hỗ trợ trị liệu, giảm cảm giác đau nhức cơ, xương và khớp. Trước tiên chúng ta sẽ lấy bóng thảo dược. Và thử bóng thảo dược trên tay. Nhiệt độ ấm vừa phải, chúng ta sẽ bắt đầu massage. Chúng ta có thể massage trực tiếp trên nền da, hoặc nếu không thì các bạn có thể là massage cho khách hàng trước, xong sau đó sẽ sử dụng bóng thảo dược. Thao tác với một bóng, chúng ta xác định điểm dọc xương sống, đặt bóng lên trên, day, ấn. Chúng ta đi dọc sống lưng của khách. Tiếp tục vẫn đi dọc xương sống như ở mé bên trái. Ở phần mặt này nó đang hơi nguội dần rồi thì chúng ta sẽ xoay mặt ngang của bóng, đặt dọc theo phần lưng, đẩy, hay còn gọi là lăn bóng. Các bạn có thể tập trung những thao tác lăn này ở những vị trí mà khách hàng mỏi nhiều, ví dụ như là ở phần hõm lưng, phần ngang xương, gần xương chậu hay là xương hông. Tiếp tục thực hiện các thao tác massage với hai bóng. Chúng ta đặt hai bóng cùng lúc, day hai bên, di chuyển dần vị trí ra hai bên xương hông. Các bạn sẽ đi dọc theo phần sống lưng của khách, hoặc là chúng ta có thể đi từng bên, di chuyển lên trên bả vai. Trong trường hợp mà khách hàng không sử dụng kem hay là tinh dầu massage thì các bạn chỉ đặt và day tại chỗ. Nhưng nếu như khách hàng có sử dụng tinh dầu, tức là có sử dụng các thao tác massage có dầu, thì chúng ta có thể trượt bóng. Tiếp theo sau đó vẫn như cách mà các bạn sử dụng một bóng, khi sử dụng hai bóng chúng ta vẫn có thể lăn bóng. Với cách sử dụng bóng thảo dược như thế này thì các bạn có thể làm tại nhà, làm cho bố mẹ, chồng, con cái để có thể thư giãn. Với cách sử dụng bóng thảo dược lăn, miết, day thì chúng ta có thể sử dụng ở trên phần lưng, vai, gáy, tay, bụng, chân để hỗ trợ cho khách hàng hay là người thân, bạn bè có thể thư giãn thoải mái được. Ngoài ra thì các bạn có thể kết hợp với các thao tác massage, thì các bạn có thể tham khảo đường link bên dưới để có thể kết hợp được với bóng thảo dược. Như mình đã nói ở ngay phần đầu là các bạn có thể kết hợp với việc là khách hàng sử dụng có dầu hoặc không dầu. Hiện tại bây giờ mẫu đang sử dụng là dịch vụ không có dầu, vậy cho nên là chúng ta sẽ sử dụng biện pháp day và ấn là nhiều. Cách ấn huyệt của bóng thảo dược là các bạn có thể nghiêng bóng, ấn tại chỗ, xong sau đó chúng ta sẽ lại ấn và day lại vị trí chúng ta vừa ấn huyệt.
Mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng bóng thảo dược. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.